trình tham gia liên hoan của thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm. Sau đây thì thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, thôn Phú Cốc, xã Quang Ninh làm công tác chuẩn bị. Và trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đón xem và cùng cổ vũ cho chương trình tham gia liên hoan của thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm. Xin mời. Xin trân trọng gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo, cùng toàn thể liên hoan lời
dấu gì các bác? Nhà em có một cặp con xe cho lên thành phố học nghề. Lơ ngơ thế nào lại vỗ được một cô. Hôm nay cháu báo tin về ra mắt bố mẹ. Ông nhà sao ơi? Nhưng nhà cửa tình toàn quá. Quá nhà chẳng có gì. Tôi em phải sang hàng xóm mượn mỗi nhà một tí về để bày biện cho nó được khang trang. Ông sao ơi? Có nhà không đấy? Tiếng này như tiếng bác trưởng thôi. Dạ. Em có nhà. Bác chờ em một tiếng ra mở cửa để mời bác vào à. Mời bác vào. Tôi vào rồi. Ôi giời. Thế bác vào. Bác vào lúc nào mình làm mà em không biết. Tôi vừa vào. Thế này bác vào sẽ nước. Nước nơi gì? Có chủ trương mới đây mà này. Thế nhà ông làm cái gì mà bày biện năm thứ thế này? Chẳng giấu gì bác, em gia đình em chuẩn bị có con dâu tương lai cho nên em nhà thuộc cái tình cảm quá, em muốn mỗi nhà một tí để về bày biện cho nhà tuổi được thêm khang trang bác ạ. Sao tốt ông dừng hết ra những thứ này ông mượn của ai rồi ông phải trả ngay cho những nhà đó nghe chưa? Sao lại phải trả bác? Thì có chủ trương mới của cấp trên là hôm nay có tổ công tác xóa đói giảm nghèo về thôn ta để rà soát. Vậy cái nghèo cái khó thì ta phải phô ra, còn là cái giàu cái giảm là ta phải nhất tài tư đẹp này. Ông ơi hiểu chưa? Em thì em hiểu rồi, nhưng cái vấn đề mà nhà em đón con dâu tương lai hôm nay là rất quan trọng. Em chắc đã trả hết. Không, không trả. Ông cũng phải trả. Vì đây là quy ước của thôn. Thế ý thức tập thể ông đã đâu hết rồi? Bác bảo ai là em là không có ý thức tập thể? Tôi bảo ông đấy. Này nhé, ngày xưa cán bộ bảo em làm nghề nuôi cá, em đã đào ruộng thành ao. Mấy năm sau, cán bộ lại bảo ra đi nhà em làm nghề trồng rau, em lại lấp ao thành ruộng. Thế đây năm ngoái đây, cán bộ bảo gia đình em chuyển sang nghề chăn bò giống. Em lại nhổ rau, quây ruộng, làm chuồng. Gần đây nhất, chắc là cán bộ mới là bác. Ừ, là tôi đây. Vâng, lại bảo gia đình em làm cây hoa đào tết, trồng cây hoa đào tết. Vâng, thế thì em lại phải bán nuôi bỏ xuống đi và cho thằng con trai em lên tận thành phố không? Nghe làm gì? Ừ, thì tôi làm cán bộ cũng khó lắm. Cứ tiền trợ cấp cũng phải xin của chính phủ. Tôi cũng đang mối mặt ra đây này. À, có cách, có cách rồi. Có cách gì bác? Vậy lúc nào ông đón cô con dâu tương lai của ông về thì ông cứ thả đầu thả có. Còn khi nào tổ công tác xóa đói giảm nghèo về, ông lại trở lại giảm nghèo, giảm khó. Mà không những dừng lại ở nghèo mà ông phải nghèo, ông cho ra nghèo, ra nghèo rồi ra nghèo nữa thôi. À, ba đây, tôi bảo ông này, ông thử vào trong nhà xem nào có cái áo nào nó tương tương một chút, ông mặc, tôi coi thử xem nào. Vâng. Rồi quay một vòng tôi xem. Đi vươn lên ngược ra. Rồi xoa. Rồi bố. Xoa. Bố. Thì sao lại phải thế hả bác? Ừ. Thì mình chứng tỏ nhà mình có điều kiện nên ăn nhiều hải sản. Khó tiêu nên phải hoa, phải bố cho nó dễ tiêu. Chứ còn làm sao? Thôi, thế này nhá. Thế bây giờ ông
ở nhà ông tập nghèo đi, để tôi lên ủy ban xem tổ công tác mai mấy giờ họ về, rồi ông cứ ở nhà ông giả dầu rồi để đón con dâu. À mà này, tôi thật lại này, ở nhà ông nhớ đóng cửa cẩn thận, nhớ là có ai đến thì ông phải hỏi cho nó rõ xem là ai, rồi ông mới được mở cửa nghe không? Vâng, em biết rồi, có gì nhé. Ôi, bây giờ mình phải sẵn nghèo thôi, giải nghèo thôi, giải nghèo thôi. Dạ, bác Sơn có nhà không ạ? Ồ, tiếng con cái, đúng là con dâu tương lai của mình rồi. Tôi có nhà, mời vào. Dạ, cháu chào bác ạ. Không dám, chào cô. Dạ, thưa bác có phải là bác Sơn không ạ? Vâng, tôi Sơn đây. Bác làm sao thế ạ? Ôi, chẳng giấu gì cô, cái bệnh của nhà giàu mà ăn nhiều hải sản cho nên nó khó tiêu quá. Dạ thưa bác, cháu ở bên tổ công tác sẽ nói giảm nghèo ạ. Bác làm sao thế ạ? Tôi không sao, tôi không sao. Hay là bác ăn no khó tiêu ạ? Trời ơi cô ơi, một tuần nay rồi gia đình tôi đã được cái miếng gì mà mồm đâu, cho nên khó mới tiêu cái gì. Mời tôi ngồi. Bác ơi, cháu ngồi đây được không ạ? Ủi, ngồi đâu thì ngồi, có thế mà phải hỏi. Ôi giời, sao con lại ngồi đây? Dạ, cháu tưởng là ghế chiếu của bác. Không, ghế chiếu gì đâu cô ơi. Đây là cái chiếu cũ tôi vừa tẹt ở ngoài đường vào đó. Dạ, thưa bác, dưới cái chiếu là gì đấy ạ? À, dưới cái chiếu là cái bìa hộp bánh cắt tông ấy mà. Dạ, thế ở trong thùng cắt tông là gì ạ bác? Và bên trong ngay cái thùng này là cái ti các cô ơi, này lần này đoàn công tác về tôi thì các cô hỗ trợ người dân chúng tôi công tác một chút, chứ cứ như đợt trước ba có ba đồng chả giải quyết gì được cô ạ. Dạ bác ơi, vấn đề lâu dài là phải tìm hướng đi để vượt khó, chứ các khoản trợ cấp lâu dài chỉ có ý nghĩa tức thời thôi bác ạ. Vâng, tôi thì cũng là chẳng biết là lâu dài thế nào cả. Cái vấn đề đối với gia đình của tôi ấy, nói thật với cô là quan trọng nhất bây giờ là tiền, bởi vì là tôi muốn cho con trai tôi nó cưới vợ cô ạ. Ông Sơn ơi, tôi đã hỏi kỹ rồi, là đúng 14 giờ chiều mai tổ công tác xóa đói giảm nghèo mới về. Vậy ông cứ ở nhà mà giả giàu giả có mà đoán là tiếp con dâu thương nào nhá. Hả? Thì ông ơi, có thêm đây ạ. Thì bây giờ tôi cũng là bảo với ông, thì tổ công tác chiều nay mới về, thế nên là ông cứ giả dâu giả có rồi ông đoán con dâu nhá. Vâng, đây là cháu ơi. Dạ. Thì cháu ở tổ công tác xóa đói giảm nghèo về hả? Dạ bác ạ. Trời ơi, ông Sơn, giảm nghèo lên lên. Ôi dồi ôi, lộ rồi, còn gì mà giảm như thật nữa ơi bác ơi. Dạ, biết ra nói gì với cán bộ xã nhỉ? Dạ, xin gặp bắt tay cán bộ cái ạ. Thế sao bảo cho mai tổ công tác mà? Của tổ chúng cháu là chiều nay sẽ về, nhưng hôm nay cháu về trước là có một chút việc riêng ạ. Dạ thưa em bác, lần này tổ chúng cháu về đây là hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây đào Tết cho người dân và tìm đầu ra cho nhân dân ta ạ. Thật là quý hoa quá, bác thật là cô. Dạ thưa bác Sơn. Có tôi. Dạ đây là thư của con trai bác, nhờ cháu chuyển tới tận tay cho bác ạ. Thế cô cũng con quen con trai tôi à? Mẹ đi sư thằng bé. Thế mà khá thật. Vừa mới lên nhà thành phố học có được có mấy ngày mà đã chơi đây được cô con gái thành phố rồi. Thế ông ai đọc thế nào? Xem nào nó có hỏi thăm đến trưởng thôn không? Thế em đọc bác nhá. Bố ơi kìa,
ông Sơn, thế là sao ông đọc thế nào mà tôi nghe thì toàn thấy bố với chồng thế? À, bố ơi, bố nói với chú trưởng thôn là chính con giới thiệu cô ấy về để hướng dẫn bà con quê ta kỹ thuật trồng cây hoa đào tết, và cô và con cũng báo với bố bộ bị mất. Ôi giời bác ơi, vừa năm ngoái gia đình em mất mộ, bây giờ lại mất mộ thì em sống thế nào? Đưa tôi xem nào. Con cũng báo cho bố một bí mật dài á. Nó bảo là con báo cho bố một bí mật mà sao ông lại đọc là bố bị mất vậy? Đọc tiếp tôi nhá. Và con cũng báo cho bố được biết cô ấy chính là con dâu tương lai của bố đấy. À, cháu ơi, thế ra là cháu là con dâu tương lai của ông Sơn thế hả? Dạ. Cháu ơi, cháu mà được làm con dâu tương lai của ông Sơn là tốt rồi đấy. Đấy, cháu xem nhà ông Sơn đây, ngoài điều kiện ra nào thì tivi này, tủ lạnh này, các thứ đầy đủ. Cháu mà được làm con dâu ông Sơn đúng là trường gia chính đạo còn gì cháu? Bác im cái cổ đi. Đứa nào nói đấy? Tôi chứ còn ai bảo đấy. Được, đã thế trước mặt là con dâu tương lai của ông, tôi cũng lại đọc cho cháu biết và cũng để cho mọi người biết đây, những đồ này là ông toàn đi mượn. Thế là nên là ông mượn của ai ông phải trả ngay cho người đó, nghe chưa? Bạn cứ bố cái bộ ra thế. Ô, thế là sao? Vừa rồi ông trả bảo tôi là in cái bộ vào thì gì? Thì bác có biết ai đây không? Là con dâu tương lai của ông Sơn ai? Không phải. Thế là ai? Là cán bộ đoàn xóa đói giảm nghèo về quê mình đấy. Hả? Cô mà nào? Tôi xin lỗi. Bắt tay cô gái. Dạ vâng ạ. Ê mà, cháu. Thưa hai bác, đây có phải là sản phẩm cây đào tết của thôn nhà mình không ạ? Đúng rồi, đây sản phẩm mà của quê tôi đây. Dạ, tán và thế của cây rất là đều, chỉ tiếc là kỹ thuật chăm sóc cây chưa tốt nên tay gầy và mù quáng hơi nhỏ ạ. Đấy, cô cũng biết rồi đó, quê tôi chỉ quen trồng lúa trồng khoai nên là cái kỹ thuật chăm sóc cây đào đâu ra được tinh tướng. Dạ, tinh tế chứ hả bác? À, quên, kỹ thuật không được tinh tế. À, thế tôi hỏi cô nhé, thế lần này là ai là trực tiếp người hướng dẫn kỹ thuật cho bà con chúng tôi ạ? À? Dạ, thưa hai bác, chính là cháu ạ. Là cô? Dạ bác ạ, cháu đã tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hôm nay cháu xin được góp một phần công sức nhỏ bé để giúp nhân dân ta xóa đói giảm nghèo ạ. Chúng ta đồng...